ba lũ bốn lũ nhỉ. Đất làm ruộng. Anh đi sáng sớm gì? Kiểu đất nó hơi to ấy. Đất nó chưa lấy được phân bạc. Quá cơ. Cây này có đủ hết. Ừ. Làm giảm cái nó giá, giá thế. Đất bên này tươi nhỉ. Ừ. Đây rồi. Đi 50 tím nữa. Sao? Con bên này nó đỏ hay không đỏ? Ừ. Con này đỏ. Bộ thuốc của tím sợ. Đấy rồi.
cái này nhé. Hôm qua em nằm mơ em được cái móng ngô chút. Còn người ta thừa lại nhiều lắm. Lúa cao nhỉ?
Thank you.
ơi. Ngủ ngon thế, ngủ veo cả mồm kìa, cái hình gì đấy. Ngã đây nha. Chết chọc. Nói tiếng mường kìa. Ừ. Bên dưới này mình dắt sao nhái vào đi. Ừ. Lên trồng cái hoa đi bạn. Đi kìa. Thế thôi, cứ đi lại một nửa nữa nè. Nó xấu rồi nè. Ừ. Đào chụp hoa này. Thank you.
quá. Thôi này mưa nhiều nó bị kiểu ra nó bị mưa nhiều quá. Không phải nó không hẳn là mau đâu mà nó bị mưa nhiều. Nó ẩm quá nên là nó bị giật. Hai hàng nhỉ? Ba hàng chứ. Ba hàng á? Ừ. Cây nó to chứ? Rộng chứ? Nó làm hàng. Ừ. Nhỏ bên ngoài. Cây nó chắc mà.